Kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi chuyên mục Y tế và Sức khỏe cộng đồng. Trong chuyên mục kỳ này, mời quý vị khán giả theo dõi phóng sự Nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản. Cuối chương trình là phóng sự Mô hình quản lý người nhiễm virus viêm gan B tại cộng đồng. Thưa quý vị khán giả, việc khám sàng lọc tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản để quản lý và điều trị là rất quan trọng. Sự tầm soát và phát hiện sớm bệnh không những có ý nghĩa cho chính người bệnh mà còn có ý nghĩa về mặt kinh tế xã hội cho cộng đồng. Đây là chương trình khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản do các bác sĩ Trung tâm Y tế Chợ Đồn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai tại ba xã Phương Viên, Rã Bản và Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Ngay từ sớm, người dân được mời là những trường hợp có một trong các biểu hiện thường xuyên ho, khó thở, khạc đờm kéo dài hoặc người thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, khói thuốc lá nhiều năm, người hút thuốc, có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào đã tập trung đông đủ tại trạm y tế xã để xếp hàng chờ đến lượt khám. Sau khi cung cấp thông tin về tiền sử sức khỏe theo bảng hỏi của cán bộ y tế, người dân lần lượt được khám lâm sàng, những trường hợp nghi ngờ sẽ được tư vấn đo chức năng hô hấp và cấp phát thuốc. Sau khi được thăm khám, người dân sẽ được cán bộ y tế tư vấn các biện pháp phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản như không hút thuốc lá, thuốc lào, thể thao đều đặn, sống lành mạnh. Buổi khám hôm nay rất là có ích bởi vì là mọi người cũng rất bận nhưng người ta sẽ bớt chút thời gian để là về khám sức khỏe. Khám sức khỏe để quan trọng về cái bản thân mình biết cái bệnh của mình và để mọi người cũng để phòng bệnh. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản là bệnh rất thường gặp ở Việt Nam và trên thế giới. Đó là tình trạng viêm mãn tính đường thở do tiếp xúc với các yếu tố độc hại từ thuốc lá và môi trường. Ở Việt Nam, theo những kết quả trong nghiên cứu dịch tễ học, tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản là 4,1% ở người trên 40 tuổi và có xu hướng tiếp tục tăng cao do tình trạng hút thuốc lá, thuốc lào và ô nhiễm môi trường. Từ cuối năm 2016, tỉnh Bắc Cạn là một trong 18 tỉnh triển khai chương trình dự án phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản. Sau 3 năm triển khai, dự án đã thành lập và duy trì phòng khám tuyến tỉnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với khoảng 120 lượt người khám một tháng, thành lập 2 phòng khám tuyến huyện, Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn, Bạch Thông, tổ chức một lớp tập huấn cho 105 học viên là các bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố về chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản cho cán bộ trạm y tế xã, phường, thị trấn về công tác tuyên truyền, phát hiện, dự phòng, quản lý bệnh nhân tại cộng đồng. Qua khám sàng lọc tại cộng đồng, phát hiện 692 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, lập hồ sơ điều trị nội trú, 980 bệnh nhân hen phế quản điều trị ngoại trú. Cái việc thực hiện ở đây rất là tư vấn cuối cùng và là cũng đã có rất là họ đã có kinh nghiệm trong cái việc thực hiện khám sàng lọc trong cộng đồng. Đấy, thì các bác sĩ cũng đã nắm vững chuyên môn, đã được tập huấn, đã được thực hành nhiều lần khám sàng lọc, đồng thời là có cả cũng đo chức năng hô hấp và có thuốc cho người bệnh nếu như mà những bệnh nhân được phát hiện bệnh. Tuy nhiên là cái lượng thuốc quá ít thì nguồn kinh phí quá ít ỏi, cho nên là người dân chủ yếu là sau khi phát hiện bệnh thì các bác sĩ sẽ kê đơn và người dân sẽ đi mua thuốc hoặc là cái chính là họ được giới thiệu để đến các cái cơ sở có thể quản lý được bệnh này. Hiện nay người có những yếu tố nguy cơ mà không biết mình bị bệnh để được can thiệp sớm, dẫn đến khi đến khám bệnh đã diễn biến nặng phải nằm viện điều trị dài ngày. Ngành y tế khuyến cáo những người có một trong số các yếu tố nguy cơ sau, nên đi khám để sàng lọc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản, hút thuốc lá, thuốc lào hơn 10 năm, thường xuyên tiếp xúc khói, bụi, hóa chất, khó thở nặng dần theo thời gian, ho liên tục nhiều tháng, nhiều năm, thường xuyên khạc đờm vào buổi sáng, bản thân hoặc gia đình có người mắc bệnh dị ứng, viêm mũi dị ứng hoặc mắc hen phế quản. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản là bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể phòng ngừa nếu được phát hiện sớm và kiểm soát tốt sẽ làm giảm triệu chứng của bệnh, làm chậm quá trình tổn thương ở phổi. Để phòng tránh bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và bệnh hen phế quản trong cộng đồng, mỗi người dân cần chủ động đi khám khi xuất hiện triệu chứng ho kéo dài, khó thở, thở khò khè, khạc đờm mãn tính, không hút thuốc lá, thuốc lào, chế độ vận động tốt để có sức dẻo dai, giữ cho tinh thần luôn khỏe mạnh.
viêm gan virus B là căn bệnh truyền nhiễm phổ biến gây ra hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và dẫn đến tử vong do các biến chứng nguy hiểm như suy gan cấp, xơ gan và là nguyên nhân gây ung thư gan hàng đầu. Hàng năm trên thế giới có khoảng 500 đến 700 nghìn người tử vong vì hậu quả các virus viêm gan B. Tại Việt Nam có khoảng 8,7 triệu người nhiễm virus viêm gan B. Tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B thuộc nhóm cao trong khu vực. Các trường hợp nhiễm virus viêm gan B chủ yếu là lây truyền từ mẹ sang con. Nhằm xác định tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B ở tỉnh Bắc Cạn và xây dựng đề xuất mô hình quản lý sức khỏe người nhiễm virus viêm gan B tại cộng đồng, Sở Y tế Bắc Cạn đã triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu một số giải pháp can thiệp quản lý người nhiễm virus viêm gan B ở lứa tuổi thanh niên tỉnh Bắc Cạn. Đề tài thực hiện trong 2 năm, từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 4 năm 2020 tại các xã Cao Tân, huyện Bắc Nẵm, xã Phi Hương, huyện Bạch Thông và phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Cạn. Đối tượng nghiên cứu can thiệp là thanh thiếu niên từ 16 đến 35 tuổi. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy tỷ lệ nhiễm viêm gan B trong nhóm nông dân cao nhất là 59,2%, lao động tự do chiếm 21,1%, thấp nhất là buôn bán chiếm 1,4%. Kết quả điều tra cũng cho thấy số người hiểu biết đầy đủ về bệnh viêm gan B và cách phòng tránh còn hạn chế, 59,2%, không biết biểu hiện của bệnh, 9,9% không biết có vaccine phòng bệnh. Đề tài triển khai ban đầu là chúng tôi điều tra cái tỷ lệ nhiễm virus viêm B ở lứa tuổi 16 đến 35 và cái điều tra cái kiến thức thái độ thực hành của cái lứa tuổi này. Thì cái điều tra này nó có ý nghĩa là nó xác định được cái tỷ lệ nhiễm ở các cái đối tượng 16 đến 35 là bao nhiêu phần trăm ở ba cái xã mà đã chọn nghiên cứu, và đồng thời là sau đó là tôi điều tra cái kiến thức này, thái độ thực hành để xem là kiến thức đấy thực hành của các đối tượng hiểu biết về bệnh viêm B như thế nào. Thì sau khi có kết quả, chúng tôi tiến hành các cái hoạt động can thiệp ở một cái xã mà tiến hành can thiệp, và sau đó là 2 năm sẽ so sánh cái kết quả về kiến thức đấy thực hành ở xã can thiệp và một xã gọi là xã làm chứng. Để hoạt động can thiệp tại phường Nguyễn Thị Minh Khai được triển khai theo kế hoạch, các nhân viên y tế đã được tập huấn các kỹ năng thực hiện các công việc như theo dõi, quản lý, tư vấn, điều trị, dự phòng nhiễm virus viêm gan B. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn cho người nhiễm virus viêm gan B, qua đó giúp người nhiễm virus viêm gan B hiểu rõ được các dấu hiệu, biến chứng nguy hiểm của viêm gan B, áp dụng được các biện pháp phòng lây truyền cho người khác, biết cách bảo vệ lá gan và định kỳ đến trung tâm kiểm soát bệnh tật để khám tư vấn điều trị. Quản lý chăm sóc người nhiễm virus viêm gan B tại cộng đồng là cần thiết, giúp cho người nhiễm virus viêm gan B thực hành các biện pháp phòng chống không lây nhiễm cho người thân, gia đình và cộng đồng, đi khám định kỳ để theo dõi tiến triển của bệnh và biết khi nào phải dùng thuốc và ngừng thuốc kháng virus, biết cách bảo vệ lá gan của mình, tránh các tác nhân hóa học, sinh vật khác gây tổn thương cho lá gan, đồng thời giúp cho gia đình, người thân, cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ người nhiễm virus viêm gan B sống khỏe mạnh, sống chung suốt đời với bệnh. Các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng được đẩy mạnh như tổ chức truyền thông thăm hộ gia đình, cấp phát tờ rơi và tuyên truyền tại hộ gia đình về phòng chống viêm gan B. Đặc biệt, trong tháng 4 năm 2019, đề tài đã tổ chức thành công hội thi tìm hiểu kiến thức thực hành phòng chống viêm gan B tại phường Nguyễn Thị Minh Khai. Hội thi đã thu hút 70 thí sinh là thanh niên, phụ nữ của 7 đội thi đến từ 12 tổ dân phố trong phường dự thi. Qua đó đã góp phần tích cực vào nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành cho thanh niên, phụ nữ về phòng chống viêm gan B và tạo sự lan tỏa đến tất cả người dân trong toàn phường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài phát thanh và truyền hình tỉnh, bản tin và trang thông tin điện tử của ngành. Đề tài này thì triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn bắt đầu từ năm 2018 và đến năm 2020 trong vòng 24 tháng. Tập trung vào các cái địa bàn như huyện Bắc Nẵm, Bạch Thông và thành phố Bắc Cạn. Về quy mô thì chúng tôi chọn những cái đối tượng là đối tượng từ 16 đến 35 tuổi, đối tượng thanh niên. Đối tượng này là cái đối tượng mà lực lượng lao động sản xuất chính. Những cái tỷ lệ mà mắc viêm gan B ở đối tượng này thì khi mà xác định được tỷ lệ, chúng ta sẽ có cái biện pháp để can thiệp làm sao giảm được cái tác hại, giảm được biến chứng do viêm gan B gây ra. Kết quả nghiên cứu sẽ được ứng dụng trong truyền thông phòng chống bệnh viêm gan B cho người chưa nhiễm và đã nhiễm virus viêm gan B. Ứng dụng để khám sàng lọc, chẩn đoán từ tuyến xã, huyện, chẩn đoán điều trị bệnh nhân từ tuyến huyện, tỉnh,
đồng thời sẽ được ứng dụng để quản lý cả người nhiễm virus viêm gan B và bệnh nhân viêm gan B trên toàn tỉnh. Qua đó giúp người dân trong tỉnh tăng cường tìm hiểu, nắm bắt thông tin để nhận biết đầy đủ về bệnh viêm gan B, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng với thông điệp phòng chống bệnh viêm gan B, hãy nhận biết và hành động ngay. Quý vị khán giả vừa theo dõi chuyên mục Y tế và Sức khỏe cộng đồng do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn và Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.